công viên, quảng trường. Quá trời bự, xa xa kia là Mường Thanh, Bắc Giang các bạn. Mường Thanh, Bắc Giang. Phía xa xa kia là tòa nhà của tỉnh, nhà quá trời bự. Rồi, hello các bạn. Thì chúng ta từ rời thành phố Lạng Sơn để đi về thành phố Bắc Ninh cũng như thành phố Hà Nội các bạn, đi ngang thành phố Bắc Giang ha. Vào khoảng giờ chiều chúng ta ghé tạt ngang thành phố Bắc Giang rồi, sẵn rồi quay lại cái thành phố Bắc Giang chúng ta cùng khám phá coi thành phố Bắc Giang này có những gì nha các bạn. Chúng ta đang đứng trên đường quốc lộ 1A. Trước mắt chúng ta đây là cái bến xe, bến xe khách Bắc Giang ha các bạn. Trên đầu chúng ta đang đứng ở dưới cái đường cầu này là đường dẫn đi cao tốc đó các bạn. Cao tốc Lạng Sơn Bắc Giang. Rồi bây giờ đi vô trong trung tâm của thành phố Bắc Giang nha các bạn. Hướng này là chúng ta đi thẳng về thành phố Bắc Ninh cũng như là thành phố Hà Nội nha các bạn. Sau lưng chúng ta đó là chúng ta đi từ Lạng Sơn đó. Sáng mình xuất phát đi về rồi đến trưa ghé ở đây, ghé thành phố Bắc Giang. Rồi sẵn rồi vào quay thành phố này, không có ở lại cho nên chúng ta sẽ đi một vòng thành phố Bắc Giang nha các bạn, khám phá và tìm hiểu về thành phố Bắc Giang. Đây là đường Sương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang nha các bạn. Bên phải chúng ta có cái đường rầy sắt Bắc Nam vẫn chạy song song với quốc lộ ha các bạn ha. Hai bên nhà cửa cao tầng cũng rất là nhiều. Thì thành phố Bắc Giang này nằm ở vùng Đông Bắc và trực thuộc tỉnh Bắc Giang nha các bạn. Tên tỉnh và tên thành phố nó trùng nhau. Có diện tích khoảng 67 cây số vuông thôi nhưng mà mật độ dân số gần 200.000 người. Được thành lập từ năm 2005 cho đến năm 2014 mới chính thức được công nhận là thành phố loại 2 nha các bạn. Đây là thành phố loại 2. Đó, biển số xe là biển số 98 nha các bạn. Đây biển số xe hơi này của Hà Nội nè, 30. Đó. Biển số của tỉnh Bắc Giang là biển số 98 nha các bạn. Còn của thành phố Bắc Giang là 98B1, B2, B3. B bò các bạn. Chúng ta đang đi trên đường trục đại lộ, đúng quốc lộ, đường này quốc lộ 1A đi ngang qua thành phố Bắc Giang. Dẫn vào rồi chúng ta sẽ quẹo vào trong trung tâm của thành phố Bắc Giang xem có những gì nha các bạn. Vị uống tóc hớt tóc đây, đến bùng bên chúng ta quẹo vào để đi vào trung tâm của thành phố Bắc Giang. Đây, đường này là đường Hùng Vương các bạn. Ngay góc ngã tư là có cái tiệm mắt kiến, tiệm sửa xe. Trục đại lộ này là đại lộ rồi, hai đường mỗi bên ba lên đường, rất là rộng lớn ha các bạn, mang tên là đường đại lộ Hùng Vương. Nga mốt chuyên đồ thể thao ha, bán xe đạp, thế giới di động, điện máy xanh, mobile.
mua bán điện thoại di động các bạn. Một cái tiệm rửa xe Happy Man. Cắt ngang đường này là đường gì đây? Cắt ngang đường là Nguyễn Thị Lụ các bạn. Đây là sở xây dựng của thành phố Bắc Giang các bạn. Mình ghé vào buổi trưa. Đây là một cái hét của Honda ha. Cửa hàng cũng khá là đông, san sát nhau các bạn. Bên này có dãy tòa nhà giống như của Vincom xây vậy. À các bạn, đây đến ngay cái quảng trường rồi các bạn. Đó, các bạn trẻ Bắc Giang vừa mới chào chúng ta. Đại Hoàng Sơn, bên trái này là Đại Hoàng Sơn 43 đường Hùng Vương, phường Ngô Quyền các bạn. Đây là cái công viên ha. Hiệp hội Liên hợp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang. Đây các bạn, là một cái quảng trường lớn của thành phố Bắc Giang đây. Nơi đây buổi tối chắc tụ tập rất là đông các bạn. Cũng bao nhiêu quảng trường của các tỉnh thành khác mình đã đi qua cũng giống giống vậy thôi. Rất là rộng lớn ha các bạn. Biển số 98 màu xanh là biển số của cơ quan nhà nước. Thủy Mobile, Xiaomi, Hưng Phát. Đây là này là Ủy ban nhân dân tỉnh này. Ủy ban nhân dân tỉnh các bạn vừa mới qua. Mình không có quay vào được. Rất là rộng lớn. Trục đại lộ chính, đây là bưu điện của tỉnh Bắc Giang. Xuống ở đây, cắt ngang đường này là đường Lê Lợi các bạn. Độ Lê Lợi cũng lớn dữ ha. Chúng ta thử hết đường này coi nó là cái gì. Đây là một cái trung tâm dịch vụ văn phòng việc làm cơ quan công ty đô thị tỉnh Bắc Giang. Khúc này buôn bán san sát nhau ha. Điện thoại, cửa hàng điện thoại rất là đông. Đây là trung tâm vui chơi giải trí các bạn, Tâm Thành Group. Hệ thống điện máy Văn Chiến, một công ty tư nhân ha các bạn, chắc khá là có tiếng ở thành phố Bắc Giang. Chúng ta vẫn đang trên đại lộ Hùng Vương ha các bạn. Đây là một cái công viên Hoàng Hoa Thám các bạn. Trước mặt chúng ta là cái cây cầu đang sửa chữa rồi các bạn, quành lại đi. Chắc cũng gần hết đường đại lộ Hùng Vương rồi các bạn. Đây là cái công viên ha các bạn, công viên Hoàng Hoa Thám. Công viên Hoàng Hoa Thám. Một cái trung tâm giải trí và một cái siêu thị điện máy kế bên. Hai trung tâm gần nhau. Cái này dành cho trẻ em, vui chơi giải trí cho trẻ em cũng được, vậy là khá. Đường này là đường Cả Trọng. Ở ngoài Bắc Giang thì là ghi là đường rồi các bạn, hết ghi phố rồi các bạn, ghi đường rồi ha. Đây, chúng ta quẹo phải vô đường Lê Lợi đi các bạn.
Ocean Bend. Đường Lê Lợi, vàng bạc, công ty vàng bạc cao quý, hoa tươi, mỹ phẩm, quán bún đậu, bác sĩ, nói chung là một cái ngân hàng VB, VB Bank, quán ăn, shop quần áo. Đường này là Ngô Văn Cảnh. Này, ngân hàng Agribank đây. Khang Baby. Bắc Á Bank. À, trên đường này rất nhiều các ngân hàng đó các bạn. Techcombank, Vietcombank chưa thấy. À, như cái Vietcombank nằm ở trên, nằm ở trên đường Hùng Vương hồi nãy các bạn. Đường này là đường Lê Lợi nha các bạn. Kinh doanh mua bán rất là tùm lum hết. À, Liên Việt Post Bank nè. À, bông hoa, đồ gia dụng tâm linh phong thủy nè các bạn, khá là lớn ha. Khúc này bán cây kiểng nhiều. Hai bên nè. Bán cây kiểng rất là nhiều. Hàng ăn quán uống có đủ. Trong này cái chợ hay gì? Không phải, cái công viên. Đi vào cái công viên Hoàng Hoa Thám á các bạn. Chúng ta đến thành phố Bắc Giang vào đúng vào lúc giờ trưa các bạn. Cho nên nó rất là vắng vẻ, êm đềm, nhẹ nhàng. Sửa chữa bảo trì xe tay ga. Thế giới đồ cúng tâm linh, nói chung là bán đồ tâm linh rất là nhiều. Wow, đồ thờ cúng rất là nhiều trên đường này. À, cây kiểng với đồ thờ cúng rất là nhiều. À, đồ gốm sứ đất Việt. Đông Á Bank đây nữa các bạn. Một tiệm chăm sóc xe hơi khá là lớn. Ok, đây Chi Lai. Đi thẳng mà chúng ta đi về Lạng Sơn lại các bạn. Rồi, chúng ta quẹo qua đường Nguyễn Thị Minh Khai đi. Đường này là đường Nguyễn Thị Minh Khai nha các bạn. Đây là cái văn phòng cơ quan nhà nước hay gì đó, bự. À, một cái chỗ chăm sóc xe nữa. Một ngôi nhà chuẩn bị. À, khu này chăm sóc xe khá là lớn, nhiều nhiều tiệm lớn. Nội thất Long Dương. Buôn bán đồ nội thất đặc sản dưới núi. Nhà hàng Tây Bắc. Sàn gỗ. Đồ chăm sóc xe hơi, sửa xe hơi khá là nhiều. Ngoài đây đó, biển số 98 đó các bạn. Biển số 98 là biển số của tỉnh Bắc Giang nha các bạn. Biển số 98 B1, B2, B3 là thành phố Bắc Giang. Ở Sài Gòn mà ông nào đi chiếc xe biển số 98 là biết chắc cũng chán nản thành phố Bắc Giang lắm rồi mới chạy vô tuốt trong đó.
Bắc Giang là gần với lại thành phố Lạng Sơn, chúng ta vừa mới ở lại và quay cho các bạn xem cái cửa hàng răng hàm mặt các bạn. Ta quẹo phải luôn đi, quẹo phải, ở đây có cái tòa nhà lớn quá trời, Vitaco, Việt Thắng Company, tòa nhà này rất là nhiều, bên phải là kho bạc nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông của tỉnh Bắc Giang, xe ô tô để xe hơi để ngập trời luôn. Đây là Tổng cục Thuế tỉnh Bắc Giang, cơ quan rất là lớn. Ta vào khu này đi, thấy khu này xe hơi khu đô thị hay gì mới à, khang trang dữ. Bộ phận tiếp nhận kết quả giải quyết hành chính này, công an tỉnh Bắc Giang các bạn. Ở đây là một cái khu đô thị mới ra đời luôn, Chu Danh Tể và đường Hoàng Quốc Việt. Ở ngoài Bắc Giang thì bắt đầu ghi tên đường, không ghi phố nữa nha các bạn. Wow, khu nhà giàu, chung cư cao cấp đây. Đang được xây lên, bên này có một cái hồ, hồ cá. Wow, dạo vào khu nhà giàu giống như khu quận 7 Phú Mỹ Hưng ha các bạn. Wow, đường này là đường Lương Thế Vinh. Wow, xuất hiện những căn biệt thự của giới nhà giàu Bắc Giang thì ra nằm ở trong này. Wow, yên tĩnh, khu này yên tĩnh, ok, rất xứng đáng khu biệt lập, nhưng mà không có cổng rào bảo vệ gì hết các bạn. Đường Lương Thế Vinh 2 quẹo đây luôn, khu nhà giàu, những căn biệt thự. Wow, mô hình rất giống khu ở biệt lập ở bên quận 2 cũng như là bên Phú Mỹ Hưng quận 7 các bạn. Đường Lương Thế Vinh, chúng ta quẹo phải đi, ra đường nào đi. Ồ, vòng vòng khu này lớn lắm. Quách Nhẫn, Lương Thế Vinh. Wow, ra lại đường lớn rồi đây các bạn. Ta ra lại đường Nguyễn Thị Minh Khai ha các bạn ha. Ta quẹo vô đường này đi. Đường này là gì đây?
À, những khu trong này là yên tĩnh các bạn, rất là yên tĩnh, xe hơi để đầy nhóc luôn. À, biển số 30 rất là nhiều, người dân Hà Nội lên trên này rất là nhiều. Một cái chung cư gì đây. À, đường Nguyễn Hồng. Đào Sư Tích. Wow, đi lãng vãng mới thấy trong này để nhóc xe hơi luôn các bạn. Xe hơi quá trời. Có biển số 30, biển số 30, 98, coi như là biển số 30 với 98 Hà Nội với Bắc Giang. Người Hà Nội lên trên đây rất là nhiều. Wow. Chúng ta ra lại đường này là Nguyễn Thị, đường Hoàng Văn Thụ các bạn. Đây có cái Phở Thìn ha. Đây ngân hàng Techcombank, CB Bank, Quang Minh Group gì nè. Wow. Owen, thời trang Owen có mặt ở đây luôn. Xe hơi để lên lề. À, xe hơi cũng nép lên trên rồi, có chứng tỏ là ở đây cũng bị phạt. Dữ lắm đây. À, đường Hoàng Văn Thụ này kinh doanh thời trang. À, rất nhiều cửa hàng thời trang các bạn. Có một cái cửa hàng Adidas chính hãng ha. Khách sạn Hoàng Gia 2 sao thôi. À, chúng ta ra lại cái công viên. Công viên quảng trường. Quá trời bự, xa xa kia là Mường Thanh Bắc Giang các bạn. Mường Thanh Bắc Giang. Phía xa xa kia là tòa nhà của tỉnh, nhà quá trời bự. Trục đại lộ Hùng Vương và đường Hoàng Văn Thụ này có nghĩa là hai trục đại lộ chính các bạn. Do đi, cái cửa hàng cho đi này nó mạnh dữ trời. À, trung tâm hành chính công các bạn, quẹo thử ở đây ra. Một cái quảng trường bự khủng hoảng luôn. Giữa có cột cờ. À, trước mặt chúng ta đó là cái tòa nhà hội trường, hội nghị gì đó. À, trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang ha các bạn ha. Có hai lốc nhà, lốc A và lốc B. Quá trời quá đất. Cơ quan hành chính sự nghiệp nằm trên con đường Hoàng Văn Thụ và đường Hùng Vương ha các bạn ha. Rất là nhiều. Rồi, chúng ta chạy ra lại đi. Một quảng trường bự nể luôn. Cho xe chạy xuyên suốt qua luôn.
Wow, mặt tiền này chắc giá cao ở đây. Mặt tiền đường Hoàng Văn Thụ nha các bạn. Apple Bắc Giang. Đường Hoàng Văn Thụ. Xe hơi leo lề hết. Sở Công Thương Bắc Giang các bạn. Đường Hoàng Văn Thụ cắt ngang đường Hùng Vương ha các bạn ha. Chúng ta nãy đi đường Hùng Vương rồi, giờ đi thẳng thôi. Quá trời rộng lớn, gần kia có cái đồng hồ. Tiếp thôi. Đây là đường Hoàng Văn Thụ, tiếp tục đường Hoàng Văn Thụ nữa nha các bạn. Nó vừa xin Bến Tre nữa, vừa xin từ Bến Tre đem lên luôn. Từ Bến Tre mà đem lên đến Bắc Giang thì bán nhiều trái. Wow. Khu này khu hành chính công cho nên đường phố khá là sạch sẽ các bạn. Bên trái chúng ta là tỉnh ủy, tỉnh Bắc Giang rồi. Cho nên hàng gì cái khu này nó sạch sẽ. Rác cột vô bịch để ở đằng trước ha các bạn. Này giống ở thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên ha. Khá là tươm tất đây. Đường này là đường chỗ cơ quan hành chính cao cấp của tỉnh Bắc Giang mà đâu có lơm cơm được. Cái bên này là cái bệnh viện các bạn. Cổng số 8 lận. Trời ơi, có 8 cổng vô luôn. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang ha các bạn ha. Đây là cổng số 8 thôi đó. Vậy là chạy một vòng bệnh viện đâu đây đâu đây luôn. Chúng ta dạo xuống một vòng, dạo xuống dưới đây coi. Dạo xuống dưới đây là cái bệnh viện. Kính thuốc bệnh viện. Đây là cổng số 6 ha các bạn. Một cái bệnh viện. Giáo xứ Bắc Giang các bạn. Có một nhà thờ giáo xứ ha. F88 đi đâu cũng thấy á. Đây các bạn. Bệnh viện. Bệnh viện này là chắc mới sửa chữa khang trang lại đây, không phải sửa chữa mà này là xây mới luôn các bạn. Bệnh viện rất là mới. Nó trùng với lại cái khuôn viên cái bệnh viện cũ luôn, bệnh viện cũ thấy nó hơi cũ các bạn. Bệnh viện Bắc Giang này cũng lâu đời rồi, bức tường đông rong rêu hết rồi. Bệnh viện cấp cũng lâu đời các bạn. Còn đây là cái bệnh viện mới xây thôi. Mới quá, bệnh viện mới quá. Bệnh viện mới tanh nè. Jollibee nè. Có quán ăn Jollibee nữa ha các bạn. Chúng ta đi vô đường này là đường đây Nguyễn Văn Cừ các bạn. Đường Nguyễn Văn Cừ.
có hàng cây rất là thoáng bóng mát, rất là mát mẻ các bạn. À đây này, có mấy tiệm nữa ha, chuyên buôn bán lẻ vải. À đường này chuyên buôn bán vải các bạn. Rảnh rỗi mà đi vòng trong cái khu nhỏ, đường nhỏ của thành phố Bắc Giang ha các bạn ha. Mình bây giờ xế trưa cho nên cuộc sống nó rất là im ả, nhẹ nhàng, chưa có nhộn nhịp. Anthony mới khai trương tiệm cắt tóc. Nhà cũng sang sát, sang sát. Nó có cái cây quá trời bự nè các bạn, xà cừ. Xà cừ luôn. Có cái nhà này cổ quá trời cổ. Chúng ta đang đi trên đường Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Hoàng Văn Thụ. Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, phường Lê Lợi các bạn. Chúng ta quẹo trái đi. Hiền Quang, đường Hiền Quang. Đây có giao hàng nhanh nè. À, rửa xe, sửa xe, cắt tóc nam nữ. Bán trả góp điện thoại. À đây mua bán đồ điện thoại công nghệ rất là nhiều ha. Nhiều cửa hàng bán điện thoại. Đây là Viettel Cho các bạn. Viettel Cho, và chúng ta đi ra lại cái công viên Hoàng Hoa Thám các bạn. À, ra lại trục đường đại lộ Hùng Vương ha. BH Mobile sửa chữa điện thoại đào tạo. Trong thành phố Quốc gia này dạo vòng nãy giờ đường chính toàn là buôn bán đồ công nghệ với lại điện thoại rất là nhiều các bạn. Bưu điện của tỉnh Bắc Giang đây. Bạc Mỹ Lệ. Một cái trung tâm. Nó bùng binh. Rồi các bạn, dạo một vòng trung tâm của thành phố Bắc Giang nha các bạn, trực thuộc tỉnh Bắc Giang,
quay lại những hình ảnh cuộc sống của thành phố Bắc Giang, những con đường. Rồi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp tại thành phố Bắc Ninh.